cổ đông, những thông tin tích cực từ nhiều doanh nghiệp cũng là động lực hỗ trợ lớn. Hôm nay tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SCB đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội Cổ đông ngân hàng này đã thông qua phương án chi trả cổ tức cho năm 2022 với tỷ lệ 18%, trong kế hoạch tăng vốn điều lệ lên hơn 36.600 tỷ đồng. Năm nay thì ngân hàng cũng đặt chỉ tiêu tổng tài sản khoảng 600.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế trên 10.200 tỷ đồng, tỷ lệ an toàn vốn theo chuẩn mực Basel 2, kiểm soát chặt chẽ tỷ lệ nợ xấu. Ngân hàng cũng sẽ đẩy mạnh đầu tư, triển khai nhiều dự án mới. Nền tảng mới cho ngân hàng số sẽ sớm ra mắt thị trường trong năm nay, kỳ vọng sẽ tạo ra một bước chuyển đổi quan trọng cho mục tiêu chiến lược trở thành ngân hàng số được yêu thích hàng đầu tại Việt Nam.